đổ 200 quả trứng sống lên đầu mẹ để quay video câu view. Cách đây ít ngày, kênh YouTube có tên TL đã cho đăng tải lên một đoạn video với tiêu đề em thử đổ 200 quả trứng lên đầu mẹ em, trong đó thanh niên này đã đập vỡ 200 quả trứng sống vào một cái thau nhựa rồi đứng trên tầng 2 và bất ngờ đổ ập vào đầu của mẹ mình đang ngồi rửa chén ở bên dưới. Toàn bộ màn chơi khăm này đã được quay video lại sau đó đăng tải lên kênh YouTube của TL, mà theo thanh niên là để an mừng kênh youtube của mình được 20.000 người đăng ký. Đoạn clip đã nhanh chóng thu hút được rất đông lượt người xem trên youtube. Tuy nhiên thay vì ủng hộ trò đùa mà TL cho là, hài hước, nam thanh niên này đã phải nhận không ít, gạch đá từ cư dân mạng. Nhiều người sau khi xem đoạn clip đã bày tỏ sự phẫn nộ với hành động của TL, trong đó không ít người còn nhận xét thẳng thắn rằng đó là một hành động vô học không thể chấp nhận được. Vì view trên mạng mà mang danh dự của cả mẹ mình ra để làm cho cười. Xin lỗi bạn. Đây không phải là hành động hài hước mà là một hành động vô học, một cư dân mạng bức xúc bình luận sau khi xem đoạn clip. Không biết thanh niên này dùng tiền ở đâu để mua 200 quả trứng đó, thay vì dùng tiền đó mua trứng về làm trò vô bổ thì nên sử dụng tiền để mua món gì đó ngon cho mẹ ăn không phải là hành động ý nghĩa và thiết thực hơn hay sao? Một cư dân mạng khác nhận xét. Mẹ thì ngồi rửa bát, con thì bày trò để chơi khăm mẹ rồi quay video cười cợt, thật không hiểu con cái kiểu gì thế này, hay lắm hay sao mà còn khoe cho mọi người cùng thấy? Một cư dân mạng bức xúc. Đây không chỉ là một hành động vô học mà còn là một hành động thiếu ý thức, trong khi bao nhiêu người đói không có gì ăn thì chàng trai này lại mang 200 quả trứng đi để đổ lên đầu của mẹ mình, thật không thể hiểu được vì sao có thể làm được hành động như vậy, một cư dân mạng khác nhận xét. Làm gì thì làm, đừng bao giờ mang cha mẹ của mình làm trò cười cho thiên hạ để kiếm tiền hay kiếm view trên internet, một cư dân mạng khác bức xúc bình luận. Những kênh YouTube với nội dung như thế này mọi người nên tẩy chay đi. Thật không hiểu vì sao những kênh như vậy vẫn được nhiều người ủng hộ và có lượt đăng ký xem đông như vậy, một người dùng mạng xã hội khác chia sẻ. Sau khi nhận rất nhiều, gạch đá và nhiều lời chỉ trích từ phía cư dân mạng, TL đã xóa đoạn video gây phẫn nộ trên kênh youtube của mình, và thực hiện một đoạn clip mà thành niên cùng mẹ của mình gửi lời xin lỗi đến người xem vì hành động, dại dột của TL thậm chí mẹ của chàng trai này, nạn nhân trong đoạn clip kể trên đã thay mặt con trai gửi lời xin lỗi đến cư dân mạng để con trai mình có thể tiếp tục làm các video mới trên YouTube. Tuy nhiên lời xin lỗi của TL vẫn chưa đủ để khiến cư dân mạng nguôi giận và nhiều người vẫn đang tiếp tục chỉ trích thanh niên này đồng thời kêu gọi tẩy chay kênh YouTube của TL. Hiện tại kênh YouTube của TL đã có hơn 36.000 lượt đăng ký, trong đó đa phần các video đều mang nội dung vô bổ và không có nhiều ý nghĩa như thử thách săn ma ngoài nghĩa địa lúc 1 giờ đêm mang xe SH đi cắm lấy tiền chơi cá độ hay thử thách uống 20kg bia và cái kết. Nhiều người đã phải tự hỏi tại sao với những video có nội dung nghèo nàn và vô bổ như vậy mà kênh YouTube của TL vẫn thu hút được hơn 36.000 lượt đăng ký. Phải chăng người xem YouTube tại Việt Nam đang quá dễ dãi khiến cho những nội dung bẩn đang xuất hiện ngày càng nhiều trên YouTube và không ít người làm YouTube tại Việt Nam cũng đang lợi dụng điều này để thực hiện những video ít sự đầu tư và kém ý tưởng nhưng vẫn có được một lượng người xem không hề nhỏ. Tê Thùy